Dạ, sắp thân trực mến chào của cô chú và anh chị đã đến với kênh đồ sư Mekong. Thì hôm nay shop em có một số đồ gốm, đàn dào và đồ gỗ để giao lưu cùng với cô chú và anh chị. Lời nói đầu tiên thì em cũng cảm ơn của cô chú anh chị trong suốt thời gian qua đây yêu thương và ủng hộ shop của em ạ. Rồi mở số 1 ca đầu tiên hôm nay thì em có một cặp đàn gốm này ạ. Ống khói thì bây giờ nghe của cô chú và anh chị, hàng thì liền lạc và lành lặn luôn ạ. Chiều cao từ ống khói mà xuống tới chân đế là 35. Từ hồng đèn mà xuống tới chân đế này là 23. Rồi một cặp đèn gốm này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1.100.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. À. Shop Thanh Trực ở phường Thới Hòa, quận U Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939 663 557. Đó cũng là số Zalo và phố của em ạ. À. Mã số 2 này em có cái đèn gốm này nữa ạ. À. Ống khói là còn có logo luôn ạ. À. Chiều cao từ ống khói mà xuống tới chân đế là 44, từ hồng đèn mà xuống tới chân đế này là 22. Rồi cái đèn này thì em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 1.500.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 3 này thì em có cái đèn băng sông này ạ. Hiệu của nó là Ada, mộc nó còn nằm đây ạ. Đèn này thì em sẽ bao làm sáng cho quý cô chú và anh chị ạ. Trên cái nắp chụp ở phía trên này, nếu như quý cô chú anh chị không thích cái nắp chụp này thì em sẽ thay cái nắp chụp mới cho quý cô chú và anh chị ạ. Chiều cao của cái đèn này là 32, ngang cái nắp chụp ở trên là 29, quanh bụng là 51. Rồi cái đèn này thì em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 2 triệu, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Rồi mã số 4 này thì em có một bộ tách trà này ạ. Nó gồm 6 cái ly, cái dĩa và cái bình trà. Tích là bát tiên hồi tụ ạ. Đây là bên trong ly đây ạ. Chân đế là đều có mộc hết ạ. Chiều cao ly là 4 sân, đường kính ngang lại là 5 sân. Chiều cao của cái bình trà này là 12, chiều dài của cái dĩa này là 32, đường kính ngang lại là 20. Rồi một bộ tách trà này thì em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 1.500.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. À. Mã số 5 này thì em cũng có một bộ tách trà này nữa ạ, à. Cũng gồm 5 cái ly và một cái bình trà. Ly này thì cũng hơi lớn một chút xíu ạ. Chân đế là đều có mộc ạ. Chiều cao là 4 sân, đường kính ngang lại là 8 sân. Chiều cao của cái bình trà này là 8 sân. Rồi một bộ tách trà này thì em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 500 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. À. Mã số 6 này thì em có được 9 cái dĩa hờn gốm Nhật này nha quý cô chú và anh chị. Hàng thì liền lạc hết ạ. Chân đế là đều có mộc hết ạ. Đường kính dĩa này là 19. Rồi chính cái dĩa này thì em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 800 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 7 này em cũng có được 9 cái dĩa. Cũng là hòn gốm Nhật này luôn ạ. Hàng vẽ tay hết ạ. Chân đế nè. Đường kính dĩa này là 16. Rồi chính cái dĩa này thì em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 700 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 8 này thì em có được 5 cái dĩa. Cũng là hòn gốm Nhật này ạ. Đây ạ. Chân đế của nó đây ạ. Đường kính dĩa này là 23. Rồi 5 cái dĩa này thì em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 500 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. À. Số điện thoại của em là 0939 663 557 ạ. À. Mã số 9 này em có được 5 cái dĩa. Cũng là hòn gốm Nhật này nữa ạ. À. Đường kính dĩa này là 21. Rồi 5 cái dĩa này thì em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 400 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. À. Mã số 10 này em có được 5 cái tô này ạ. À. Đây ạ, bên trong tô đây ạ. À. Chân đế đây ạ. À. Chiều cao tô là 6 phân, đường kính ngang lại là 16. Rồi 5 cái tô này thì em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 400 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ.
Mã số 11 này em có được 5 cái tô nhỏ, cũng là hòn gốm Nhật này đó ạ. À, em xin lỗi 4 cái ạ. Chân đế đó. Chiều cao là 4 sơn, đường kính ngang lại là 15. Rồi 4 cái tô này thì em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 400 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú anh chị ạ. Mã số 12 này thì em có được 5 cái chén này ạ. Đây, bên trong chén đó. Chân đế đó. Chiều cao là 5 sân, đường kính ngang lại là 12. Rồi 5 cái chén này thì em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 400 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú anh chị ạ. Mã số 13 này thì em cũng có được 6 cái chén chiếc nón này ạ. Đây. Chén này rất là mỏng và nhẹ, chân đế là đều có mộc hết ạ. Chiều cao chén là 5 sân, đường kính ngang lại là 12. Rồi 6 cái chén chiếc nón này thì em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 500 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú anh chị ạ. Mã số 14 này thì em có một cặp bình hòn gốm Tàu, hòn vẽ tay ạ. Tức là phong cảnh ạ. Hàng thì liên lạc hết nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao bình là 43, ngang miệng bình là 16, quanh bụng là 65. Rồi một cặp này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị là 3.500.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 15 này thì em có một cặp bình, cũng là hòn gốm Tàu, hòn vẽ tay nè, màu đỏ này ạ. Những cặp bình này hòn vẽ tay rất là sắc sảo luôn nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao của cái bình này là 67, ngang miệng bình là 19, quanh bụng là 98. Rồi một cặp bình này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị là 3.700.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 16 này thì em có cặp bình lớn nè. Tức là cá chép và hồ sen ạ. Hàng gốm Tàu, hàng vẽ tay hết nghe quý cô chú và anh chị. Chiều cao bình là 95, ngang miệng bình là 30, quanh bụng là 1m1. Rồi mã số 16 này em giao lưu cho quý cô chú anh chị cặp bình này 5.500.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 17 này thì em có một cặp đôn, chất liệu gỗ là gỗ đỏ ạ. Trên mặt cặp đôn thì nó có một miếng đá tàu xưa nhưng quý cô chú và anh chị à, còn xung quanh là chạm và độc thủ công tay hết ạ. Bông mai ạ, nhìn rất là đẹp luôn ạ. Nó có 6 cái chân nhìn rất là chắc chắn luôn nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao của cái đôn này là 87. Ngang cái mặt đôn lục giác của mình á là 34 ạ. Hàng thì liền là khách ạ. Rồi mã số 17 này em giao lưu với quý cô chú anh chị cặp đôn chất liệu gỗ là gỗ đỏ này 11.000.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 18 này thì em cũng có bộ bàn gồm 4 cái ghế và một cái bàn, chất liệu gỗ cũng là gỗ đỏ luôn ạ. Cái thành dự ghế và cái mặt ghế của mình nó cũng là gỗ là nguyên miếng luôn nha quý cô chú và anh chị, mặt bàn cũng vậy ạ. Chiều cao của cái ghế này là 85. Ngang của cái ghế này là 52. Lọt lòng là 44. Chiều sâu vô của cái ghế mình ngồi là 40. Còn cái bàn. Chiều cao của cái bàn này là 67. Chiều dài mặt bàn này là 93. Ngang cái mặt bàn của mình á là 47. Đó là thông số của bộ bàn này.
Rồi mã số 18 này em giao lưu với quý cô chú anh chị, bộ bàn gồm 4 cái ghế và một cái bàn chất liệu gỗ là gỗ đỏ này, 25 triệu em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 18 cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay, thì một lần nữa em cũng mến chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và em cảm ơn rất nhiều ạ.